bám Trần Huệ cầu viện tập, liệu Trần Quốc Tỏ và Trần Lưu Quang có được chiếu cố hay không? Chuyến viếng thăm của ông Vương Đình Huệ sang Bắc Kinh vào ngày 7 tháng 4 được xem như là chuyến đi cầu viện. Lúc ấy, Vương Đình Huệ đang tìm mọi cách để cứu vãn tình thế trước đòn tấn công của Tô Lâm. Chuyến đi này khá dài ngày và có những nhân vật đang muốn vào Bộ Chính trị cũng tháp tùng, đó là Trần Quốc Tỏ và Trần Lưu Quang. Chuyến đi của ông Vương Đình Huệ chỉ lấy danh nghĩa Chủ tịch Quốc hội với ông Huệ gặp Tập Cận Bình trước khi gặp người đồng cấp Trung Quốc ông Triệu Lạc Tế. Nếu thật sự đi thăm viếng với vai trò người đứng đầu cơ quan lập pháp thì ông Huệ không thể mang theo những nhân vật trong cơ quan hành pháp như ông Trần Quốc Tỏ và ông Trần Lưu Quang. Chỉ có thể là đi cầu viện thì mới không phân biệt hành pháp hay lập pháp, miễn ai có nhu cầu và xin được chiếu cố thì tháp tùng. Ông Trần Lưu Quang. Thực tế cho thấy chuyến đi cầu viện của ông Huệ đã thất bại. Bởi vừa về đến Việt Nam, ông Huệ đã bị đánh dồn dập và phải từ giã cuộc chơi rất sớm. Vậy câu hỏi đặt ra là liệu ông Trần Quốc Tỏ và ông Trần Lưu Quang có bị liên lụy vì thất bại của ông Vương Đình Huệ hay không? Khi người Cộng sản muốn dìu dắt đàn em thì thường dẫn theo để mà giới thiệu với các đối tác trong các chuyến công tác của họ. Ví dụ vào ngày 12 tháng 12 năm 2022, ông Võ Văn Thưởng lúc đó là Thường trực Ban Bí thư dẫn đầu đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết 23 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 9, làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Trong chuyến đi này, ông Thưởng có dẫn theo Nguyễn Minh Chiết là con trai út của ông Nguyễn Tấn Dũng để giới thiệu với lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù Chiết không có vai trò gì trong chuyến công tác này, có khả năng ông Trần Quốc Tỏ và ông Trần Lưu Quang tháp tùng ông Vương Đình Huệ sang Bắc Kinh cũng với mục đích tương tự, và cũng không loại trừ khả năng hai người này cũng cầu viện để mưu cầu vị trí tương lai cho bản thân, đặc biệt là vị trí trong Bộ Chính trị. Nhưng ông Huệ đã ngã ngựa, chứng tỏ Tập Cận Bình không ra tay cứu giúp. Như vậy nếu ông Tỏ và ông Quang cũng cầu viện thì chưa chắc đã được toại nguyện. Thói quen đi cầu viện của giới lãnh đạo Việt Nam mỗi khi muốn lên chức chỉ khiến cho Đảng Cộng sản và đất nước Việt Nam ngày càng lệ thuộc hơn vào Trung Quốc. Cách làm chính trị, cách thâu tóm quyền lực của ông Trọng trong những năm vừa qua là tấm gương sáng cho các nhân vật mới nổi sau này. Việc ông Trọng quật được ông Nguyễn Tấn Dũng được cho là có nguyên nhân không nhỏ, đến từ việc ông kết thân với ông Tập Cận Bình. Ông Trần Quốc Tỏ. Tấm gương của ông Tổng giờ đây đã khiến cho các phe phái trong đảng lũ lượt kéo sang Bắc Kinh. Mỗi khi có đấu đá, ông Tô Lâm sang Bắc Kinh hồi tháng 9 năm 2023, sau khi trở về mới ra tay hạ sát hàng loạt đồng chí của ông sau đó. Ông Vương Đình Huệ bị đe dọa sinh mạng chính trị cũng chạy vội sang Bắc Kinh. Ông Trần Quốc Tỏ, ông Trần Lưu Quang cần vào Bộ Chính trị cũng tháp tổng theo. Như vậy, có phải tấm gương của ông Trọng đã khiến cho Đảng Cộng sản Việt Nam ngày một cần Bắc Kinh hơn hay không? Thực tế thì quá nhiều người sang cầu cứu, trong đó có cả những kẻ đang đánh và đang bị đánh, thì ông Tập sẽ chọn ai đây? Có lẽ ông Tập chẳng cần can thiệp, cứ để cho đàn gà trong chuồng đá nhau loạn xạ. Con nào gục thì loại luôn, con nào thắng thì được chọn. Có lẽ cả ông Trần Quốc Tỏ và Trần Lưu Quang, dù có cầu thì cũng phải tự chiến đấu. Ông Tập chẳng hơi đâu mà ra tay cứu người này, đạp người kia trong khi ai cũng có ý thuần phục cả. Đảng Cộng sản Việt Nam càng loạn thì Trung Quốc sẽ càng hưởng lợi nhiều hơn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm đê với bản tin Bám Trần Huệ cầu viện Tập, liệu Trần Quốc Tỏ và Trần Lưu Quang có được chiếu cố hay không? Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đê để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm đê. Đà Lạt có biến lớn, chính quyền hốt hoảng, thật hay đồn? Mới đây bất ngờ một số tụ điểm vui chơi giải trí như địa điểm tích hợp cà phê, âm nhạc Mây Lang Thang và rạp chiếu phim Cinestar chi nhánh Đà Lạt đã đột ngột thông báo tạm ngưng mọi hoạt động vào các ngày lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5.
Được biết, chương trình văn nghệ 30 tháng 4 tổ chức tại Mây Lang Thang rất hoành tráng, có sự góp mặt của các ca sĩ như Bằng Kiều, Đan Trường, Lương Bích Hữu trong ngày 30 tháng 4 và sự góp mặt của ca sĩ Lệ Quyên, Lê Hiếu Vương Linh vào ngày 1 tháng 5. Thông báo trên trang Facebook của CineStar Việt Nam. Đây được cho là một chương trình đại nhạc hội rất quy mô và tốn kém. Việc bỏ tiền ra mời các ca sĩ nổi tiếng tham gia, ban tổ chức đã phải bỏ chi phí không nhỏ. Ngoài ra, chương trình này được tập dượt bài bản, chỉ chờ đến phút mà diễn. Như vậy, việc hủy bỏ chương trình sát giờ diễn khiến cho đơn vị tổ chức mất rất nhiều tiền. Nhưng vì sao chính quyền vẫn buộc phải hủy? Trên trang web và trang Facebook của CineStar và Mây Lang Thang cho biết việc hủy chương trình là theo chỉ đạo khẩn của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt. Tuy nhiên, chỉ vài tiếng sau đó, các thông tin báo chí nói trên đã bị gỡ bỏ hoặc chỉnh sửa lại nội dung. Hành động mờ ám này của chính quyền Đà Lạt đã đặt ra một câu hỏi to tướng, bởi phải có một nguyên nhân rất cấp bách nào đấy thì chính quyền mới ra chỉ đạo khẩn đến như thế. Họ buộc chương trình phải dừng nhưng lại không cho ban tổ chức nêu lý do xuất phát từ họ. Vậy họ đang muốn che đậy điều gì? Ngay sau khi hành động mờ ám của chính quyền thành phố Đà Lạt thì tin đồn đã rộ lên. Theo đó, những đồn đoán cho rằng có bạo động tại trung tâm thành phố Đà Lạt và công an đã ra lệnh đóng cửa siêu thị. Chính quyền Đà Lạt đã lên báo phủ nhận thông tin đồn này nhưng không giải thích vì sao Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt lại cấm các chương trình đại nhạc hội của Mây Lang Thang và của CineStar Việt Nam ngay trước giờ khai mạc. Một nhà quan sát đánh giá, theo thói quen ứng xử của chính quyền, dù cho Đà Lạt có bạo động hay không thì họ cũng không bảo là có bạo động. Bởi việc thừa nhận Đà Lạt hay bất kỳ nơi nào khác có bạo động là thừa nhận xã hội đang rất bất ổn, hoặc như ngôn ngữ của họ là gây hoang mang dư luận. Theo tư duy của Đảng Cộng sản, dù có bạo động thì họ cũng giấu triệt đi để mà tránh lan rộng ra, tránh cho bọn phản động lợi dụng, theo như họ nói, và im lặng họ cũng dễ bề trấn áp hơn. Đảng Cộng sản cai trị bằng lửa Mỹ nên vẫn luôn dùng chiêu trò để tạo ra một xã hội bình yên giả tạo để mà du ngủ người dân. Được biết, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng dự kiến dịp nghỉ lễ Giải phóng miền Nam 30 tháng 4 và Quốc tế Lao động 1 tháng 5 sẽ đón khoảng 200.000 lượt khách tham quan. Nhưng việc cấm các chương trình ca nhạc sẽ gây tác động rất lớn đến ngành du lịch của thành phố. Vì vậy, có thể suy đoán do chính quyền không quản được an ninh trật tự nên mới cấm. Chính quyền cho báo chí phủ nhận tin đồn là Đà Lạt có biến. Thực tế, thượng tầng chính trị của Việt Nam đang rất hỗn loạn. Trong đó, chính ông Tô Lâm là Bộ trưởng Bộ Công an là kẻ được cho rằng làm loạn. Mặc dù vậy, việc làm loạn ở triều đình dẫn đến bạo động ở địa phương này hay không đang là câu hỏi được đặt ra. Và vì sao chính quyền Đà Lạt phải cấm hoạt động vui chơi, giải trí như vậy? Thực tế, dưới thời Tô Lâm, công an địa phương không còn liên kết với chặt chẽ với chính quyền địa phương. Ở cấp tỉnh, giám đốc công an là người của Tô Lâm, thực hiện theo thu nhập hồ sơ đen của các quan chức của tỉnh để thực hiện việc bắt bớ khi cần. Việc chính quyền và công an địa phương đã không còn tiếng nói cũng là một nguyên nhân rất lớn khiến cho chính quyền địa phương không quản được an ninh trật tự khi họ không có tiếng nói chung. Mà một khi đã không quản lý được thì cứ cấm cho nó lành, cách xử lý của người Cộng sản trước nay vẫn như thế. Bởi nếu để xảy ra vấn đề gì thì có khi lãnh đạo địa phương lại bị quẳng vào lò ngay và luôn. Cũng nên nhớ hiện nay ông Tô Lâm mới là người đốt lò chứ không còn là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Mà một khi Tô Lâm muốn đốt thì sẽ quẳng vào lò chứ không tham qua nhiều thủ tục nhiều khê như ông Tổng. Như thường lệ, trong trường hợp này có lẽ tin đồn đáng tin hơn tin chính thức từ chính quyền Đà Lạt. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Đà Lạt có biến lớn, chính quyền hốt hoảng, thật hay đồn. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.